Chào các chế, hôm nay tôi sẽ mở hộp sản phẩm kem tẩy lông Ven Vét Hoa Cúc Nga. Thì cái sản phẩm này rất được nhiều người yêu cầu là làm video. Thì hôm nay shop sẽ làm video cho các bạn cùng xem mở hộp sản phẩm hàng xách tay của shop Sonachip. Sản phẩm rất nặng. Sau đây tôi xin mở hộp sản phẩm. Một công việc vô cùng yêu thích. Vì đi theo đường hàng xách tay do vậy là hộp thì thường không được đẹp. Đi theo đường công thì hộp sẽ đẹp hơn. Nhưng mà không sao, quan trọng sản phẩm bên trong không bị móp méo. Rồi. Như vậy là một thùng kem tẩy lông sẽ bao gồm 16 hộp. 16 hộp nhé các chế. Rất đẹp. Tôi có thể lấy ra một hộp. Rất đẹp, sắc nét. Sản phẩm là 100ml. Có trang web của công ty nhé. Tiếng Nga, Ven Vét, hãng Ven Vét. Các chế có thể dùng phần mềm dịch, chụp ảnh cho nó dịch. Thì sản phẩm, đây là sản phẩm của Nga, như vậy là xuất đi Ukraine, Uzbekistan và Kazakhstan. Rất chi tiết. 100ml. Và nó là sản phẩm rất đẹp. Tôi sẽ mở hộp. Hoa cúc, sản phẩm đi kèm một con dao. Sử dụng sản phẩm này thì rất đơn giản, chỉ cần bôi kem ra khu vực cần tẩy lông, sau đó là chúng ta đợi 10-15 phút cho nó dùng con dao này chà vùng lông. Mà các chế là tẩy lông thì cũng không nên tẩy nhiều, một tháng như hãng khuyến cáo là chỉ tẩy 2 đến 3 lần thôi nhé. Đây, sản phẩm in rất đẹp. Rất sắc nét. Rồi, tiếp theo đó là đến phần check mã vạch. Thì chúng ta lại dùng phần mềm iCheck. Các chế dùng phần mềm iCheck nhé. Rồi. Lên luôn nhưng mà hình ảnh sao ai check lại xấu đây nhỉ. Kem tẩy lông Ven Vét Nga. Rồi, như vậy là hàng đảm bảo. Các chế nhớ đăng ký kênh của shop, hộ shop thì shop mở hộp nhiều sản phẩm hơn nữa mà về những sản phẩm mới nhất.
có thể đặt hàng trên Zalo hoặc trên hệ thống Sendo. Cảm ơn quý khách đã xem video.